Tay trắng về nước. Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều, Tổng thống Donald Trump vẫn được ủng hộ. Một số quan chức Mỹ, các trợ lý tại Quốc hội, các nhà phân tích và cả những người theo dõi vấn đề Triều Tiên đã thở phào nhẹ nhõm khi Tổng thống Donald Trump về nước mà không đạt được thỏa thuận nào với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Chúng tôi theo dõi các tin tức quốc tế từ những bài báo của CNN, Reuters, Washington Post, cả những tòa báo được mang tính thiên tả hay thiên hữu như USA Today, cùng nhiều cơ quan truyền thông khác của nước Mỹ, thì thấy đủ các nguồn thông tin, cả chống cũng như khen đều có. Nhưng ít nhiều, người ta cũng có những tiếng đánh giá tích cực về cuộc gặp này, dù không có một kết quả cụ thể. Việc Tổng thống Donald Trump không đạt được thỏa thuận với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh lần hai tại Hà Nội đã khiến nhiều nghị sĩ và chuyên gia an ninh Mỹ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù vẫn có một số người tỏ ra lo ngại về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trước khi hội nghị thượng đỉnh lần hai diễn ra, nhiều ý kiến đồn đoán rằng Mỹ sẵn sàng tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, nới lỏng trừng phạt, mở các văn phòng đại diện, tiến tới thiết lập quan hệ ngoại giao nếu Bình Nhưỡng hạn chế chương trình hạt nhân. Giới an ninh quốc gia Mỹ từng lo sợ rằng Tổng thống Donald Trump sẽ nhượng bộ Triều Tiên quá nhiều, trong khi nhận lại quá ít. Do vậy, việc ông chủ Nhà Trắng về nước tay trắng khiến nhiều người cảm thấy hài lòng. Victoria Cha, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống George Bush cho biết, không thể phủ nhận rằng hội nghị thượng đỉnh lần này là một sự thất bại. Chúng ta hoàn toàn không đạt được tiến triển. Tuy nhiên, tôi nghĩ việc Tổng thống không chấp nhận một thỏa thuận tồi tệ đã là một điều tốt rồi. Ông Victoria Cha và nhiều người khác nói rằng họ cảm thấy quan ngại sâu sắc về việc Tổng thống Trump, người đang khao khát thành công về chính sách đối ngoại, trong bối cảnh phải đối mặt với rối ren trong nước, có thể chấp nhận những biện pháp nửa vời hoặc những lời hứa hẹn không đi đến đâu từ phía Triều Tiên. Theo Michael Green, một chuyên gia châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington, từng có những ý kiến lo ngại rằng, trích nguyên văn, Tổng thống Trump sẽ đi theo chiều hướng nguy hiểm và đưa ra một quyết định vội vàng trong các cuộc đàm phán căng thẳng với Triều Tiên. Chuyên gia Michael Green cho biết, ông cảm thấy an tâm khi Tổng thống Trump quyết định không ký thỏa thuận với Triều Tiên. Mặc dù ông ghi nhận những nỗ lực của Ngoại trưởng Mike Pompeo và các nhà cố vấn Nhà Trắng khác trong việc thuyết phục Tổng thống bước ra khỏi bàn đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tổng thống Donald Trump cũng nhận được sự ủng hộ từ giới nghị sĩ, những người vốn vẫn thường hay chỉ trích ông vì nhiều chính sách trong nước. Các nghị sĩ ở cả hai đảng của Mỹ đều dành lời khen cho quyết định không ký thỏa thuận của Tổng thống Donald Trump. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, ông Mitch McConnell phát biểu tại Thượng viện hôm 28 tháng 2 rằng Tổng thống được khen ngợi vì đã bước đi khi rõ ràng chưa đạt được sự tiến triển đầy đủ về vấn đề phi hạt nhân hóa. Nghị sĩ McConnell nói thêm, ông Kim Jong-un sẽ có chuyến tàu dài ngày để về nhà và ông ấy sẽ có thời gian để suy gẫm về tương lai trong tầm tay của Triều Tiên. Tuy nhiên, Tổng thống đã khẳng định một tương lai như vậy phải đi kèm với việc phi hạt nhân hóa. Nghị sĩ Elliot Engel, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, nhận định Triều Tiên rõ ràng chưa sẵn sàng để có những bước đi thiết thực trong việc phi hạt nhân hóa và Nhà Trắng đã quá vội vàng khi tổ chức thượng đỉnh với Bình Nhưỡng. Ông nói, mối lo ngại chính của tôi về cuộc gặp lần này là chính quyền Trump sẽ nới lỏng trừng phạt để đổi lấy một cam kết không thỏa đáng và hời hợt từ phía Triều Tiên. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi không có bất kỳ tuyên bố quan trọng nào được đưa ra về việc nới lỏng trừng phạt, đặc biệt xét trong bối cảnh Triều Tiên không có cam kết lớn nào về chương trình hạt nhân của nước này. Nhiều nghị sĩ khác cũng đồng quan điểm cho rằng
quyết định của Tổng thống Donald Trump khi cắt ngắn cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong bối cảnh hai bên không đạt được thỏa thuận hạt nhân nào, tương đối ổn thỏa là một quyết định sáng suốt. Nghị sĩ Dân chủ bang Tây Virginia Joe Manchin nói với các phóng viên hôm qua rằng không đạt được thỏa thuận còn hơn có một thỏa thuận tồi. Nghị sĩ này phát biểu, một phần của nghệ thuật đàm phán là biết khi nào cần rời đi. Tôi vui vì ông ấy đã làm theo đúng điều đó và còn nói, mặc dù tôi muốn một thỏa thuận nhưng đây chưa phải là lúc thích hợp. Thưa nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Rouse phát biểu tại tòa nhà Quốc hội Mỹ và khen ngợi ông Trump như thế. Theo nghị sĩ Rouse, bất kể chúng ta đối thoại thay vì xung đột với người khác, đó đã là cơ hội khiến mọi chuyện tốt lên rồi. Thượng nghị sĩ Rao nhận xét rằng, như Tổng thống Ronald Reagan từng nói, tin tưởng nhưng vẫn phải xác thực. Và tôi rất hài lòng khi thấy một Tổng thống Donald Trump đang đi đúng con đường đó. Giới nghị sĩ Đảng Cộng Hòa dành nhiều lời khen ngợi cho nỗ lực của Tổng thống Trump. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell nhận định rằng, Tổng thống nên được khen ngợi vì cam kết của ông trong việc thuyết phục ông Kim Jong-un theo đuổi một con đường khác. Thật không vinh khi ông Kim Jong-un tới Singapore và tới Việt Nam để cho phái đoàn Triều Tiên thấy sự thịnh vượng về kinh tế nếu họ lựa chọn một con đường mới. Theo nhà nghiên cứu Robert Manning tại Hội đồng Đại Tây Dương, thì hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 có thể sẽ đạt được những kết quả tốt hơn nếu các nhà đàm phán Mỹ và Triều Tiên thống nhất được khung sườn một thỏa thuận trước khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mới đăng một video ghi lại những hình ảnh về chuyến thăm của ông tại Hà Nội với một lời cảm ơn gửi sự tiếp đón thịnh soạn của người dân Việt Nam dành cho ông. Trên Twitter của mình, ông Trump viết: "Cảm ơn các vị chủ nhà hào phóng của chúng tôi tại Hà Nội trong tuần này. Chủ tịch Trump, Thủ tướng Phúc và nhân dân tuyệt vời của Việt Nam." Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Twitter khi ông đang có mặt trên chiếc không lực 1 để trở về thủ đô Washington. Khi vừa đến Hà Nội vào tối 26 tháng 2, Tổng thống Trump cũng viết lời cảm ơn sự tiếp đón tuyệt vời của người dân Việt Nam. Bài đăng này trên Twitter của Tổng thống Mỹ tới nay đã nhận được 168.000 lượt thích và 27.000 lượt đăng lại. Vì Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ có được cảm tình của nhiều người dân Việt Nam vì một số đặc điểm hiếm thấy ở những người tiền nhiệm, trong đó gồm kinh nghiệm thương trường, phong cách sống và quan điểm dạy con 3 không là không rượu bia, không thuốc lá, không ma túy, và lập trường cứng rắn của Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực, trong đó có Biển Đông. Tổng thống Trump rời Việt Nam sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mà hai bên đã không đạt được một thỏa thuận nào. Tổng thống Trump đã bỏ qua bữa tiệc trưa với ông Kim Jong-un, tổ chức họp báo sớm hơn 2 tiếng và ngay sau đó rời khỏi Việt Nam sớm hơn kế hoạch. Ông cho biết trong cuộc họp báo rằng, lẽ ra tôi đã có thể ký một thỏa thuận hôm nay, nhưng tốt hơn hết là làm điều đúng đắn chứ không phải làm cho nhanh. Về cơ bản, họ muốn các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ hoàn toàn, nhưng chúng tôi không thể làm điều đó, nên chúng tôi phải rời khỏi cuộc đàm phán, ông Trump nói với các phóng viên. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông hoàn toàn ủng hộ Tổng thống Trump khi ông quyết định rời cuộc đàm phán, theo Al Jazeera. Trước đó, Thủ tướng Abe đã viết thư đề cử trao giải thưởng Nobel Hòa bình cho Tổng thống Trump vì nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc cũng có những lời phát biểu tương tự. Trong đó, ông cho rằng phía Mỹ và phía Triều Tiên có cơ hội để ngồi lại với nhau thêm một lần nữa, và khi mọi thỏa thuận cần mang tính lâu dài và bền vững. Cần nhắc lại rằng, Tổng thống Donald Trump trong phát biểu trong cuộc họp báo tại khách sạn Marriott vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 28 tháng 2 và kết thúc lời phát biểu
cũng như những gì đầu bài phát biểu Tổng thống Trump đã đề cập đến Venezuela, đề cập đến Pakistan và Ấn Độ. Đặc biệt là Venezuela, ông đã nói, nơi người dân đang sắp chết đói, nhưng chính quyền Nicolas Maduro đã không cho phép viện trợ nhân đạo nước ngoài được vào nước. Kế đến, Tổng thống Trump đề cập Triều Tiên và bình luận rằng Kim Jong-un quả là một người cá tính. Ông chủ Nhà Trắng nói rằng hai phái đoàn đã có một cuộc đàm phán năng suất, nhưng đôi khi chúng ta phải biết rời đi, và đây là một trong số những lần đó. Chúng ta luôn phải sẵn sàng rời bỏ một cuộc đàm phán, ông Trump trả lời một phóng viên. Lẽ ra tôi đã có thể ký một thỏa thuận hôm nay, nhưng tốt hơn hết là làm điều đúng đắn chứ không phải làm cho nhanh. Ông nhắc lại câu nói đó như một chân lý. Tổng thống Donald Trump nói rằng ông đã không đi đến thỏa thuận nào với Kim Jong-un vì Triều Tiên đề nghị được gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Ông Trump nói với các phóng viên rằng về cơ bản họ muốn các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ hoàn toàn, nhưng chúng tôi không thể làm điều đó nên chúng tôi phải rời khỏi cuộc đàm phán. Tổng thống Donald Trump cho rằng Triều Tiên có tiềm năng to lớn để phát triển thịnh vượng khi xét đến các vị trí địa lý đắc địa giữa các nước như Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, cũng như những bờ biển thuộc hàng đẹp nhất trên thế giới. Tổng thống nói rằng lẽ ra những người tiền nhiệm của ông đã phải giải quyết vấn đề Triều Tiên từ rất lâu. Nhưng những người tiền nhiệm, ông Trump nhắc nguyên văn, không làm được gì Triều Tiên và cho phép những điều không đúng đắn xảy ra. Tổng thống Trump cho biết ông và Kim Jong-un không cam kết tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khác. Ông nói việc đó có lẽ sẽ không sớm diễn ra, nhưng cũng không quá lâu. Vậy nên kể cả khi Tổng thống Donald Trump rời cuộc họp mà không đạt được một thỏa thuận nào, thì cũng là một thành công xét trong một bình diện nào đó. Và như chính lời Tổng thống Donald Trump nói, thà là làm điều đúng chứ không làm cho nhanh. Chân thành cảm ơn quý khán thính giả của Vox TV. Hẹn gặp lại quý vị trong các bài phân tích bình luận tiếp theo. Vox TV cam kết mang tới quý vị những thông tin chính xác và những lời bình luận sâu sắc từ các góc nhìn khác nhau. Hẹn gặp lại và xin cùng giúp chúng tôi chia sẻ ra các mạng xã hội. Chân thành cảm ơn quý khán thính giả.